Bây giờ mình sẽ lại chỗ xe ngựa nghe, nãy giờ bé chơi nhà hơi xong rồi. Sợi sao nổi, sợi nổi. À, bé dễ thương quá. Gia Hân sẽ ngồi trên con gì đây? Đi này qua ngồi bên con khủng long đi. Gia Hân chọn con chim nghe này nha. Chim xuống luôn đó hả? Chim sỏi con gì? Con kia gì? Mày ngồi con khủng long đó đó. Xẻo qua thì nghe nhỏ nha. Cá khó ngồi lắm, con ngồi sau lưng Sáu như bữa hổm đi được. Trèo lên con đó nước thì lại con sư tử đi. Ướp thì ngồi lên con sư tử đi. Đây là con trước kìa, con trước dễ ngồi kìa. Rồi con này đi cho nó dễ. Ừ, chú thả lên giùm đi. $20.000 phải chú, để trả hết luôn. Dạ Hân ơi, cười tươi lên coi. Cười đó ra. Kim sải cả Kim. Báp ơi, báp bà. Con vịnh lỗ tai nó Kim. À, chia sẻ người ta có kinh nghiệm, người ta không cần vịnh nữa, thấy chưa? Giỏi quá. Ngồi chắc nghe con. Ngồi đi, đừng có xuống. Ngồi đi, hồi mẹ cho đi tàu lượn. Ngồi đi, ngồi đi, hồi mẹ cho đi tàu lượn. Chú ơi, dừng lại đi chú ơi. Ngồi im đi. Dừng cho nó xuống đi chú ơi. Nó nhát lắm, con sợ nó. Mà bạn nó bỏ cược rồi nghe. Gia Hân sợ quá, mình sợ bé té thôi, cho bé xuống rồi. Ngồi đây đi. Đợi chị Hai với Sao Chi đó hả? Con chơi vui không? Nè em hỏi nè, con chơi vui không? Vui. Vui sao? Đòi đi xuống. Hồi mình sáng ngựa xong rồi mình mới chơi tàu lượn mà. Đợi Sáu Chi đi trở lại, người ta đang chạy nó đâu dừng lại cho con đâu, hiểu không?